Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn mạch phát sóng giờ xe dùng GPS. Khuếch đại thực chất là một quá trình biến đổi năng lượng có điều khiển. Ở đó, năng lượng một chiều của nguồn cung cấp không chứa thông tin được biến đổi thành năng lượng xoay chiều theo tín hiệu điều khiển đầu vào chứa đựng thông tin, làm cho tín hiệu ra lớn lên nhiều lần và không méo. Phần từ điều khiển đó là transistor. Sơ đồ tổng quát của mạch khuếch đại như sau này. Phần tử cơ bản là phần tử điều khiển transistor có điện trở thay đổi theo sự điều khiển của điện áp hay dòng điện đạt tới cực điều khiển, cực B. Qua đó, điều khiển quy luật biến đổi dòng điện của mạch ra bao gồm transistor và điện trở RC. Tại lối ra giữa cực C và cực phát, người ta nhận được một điện áp biến thiên cùng quy luật với tín hiệu vào, nhưng độ lớn lại tăng lên nhiều lần. Để đơn giản, giả thiết đặt điện áp vào cực gốc có dạng hình sin. Dòng điện và điện áp xoay chiều ở mạch ra tỷ lệ với dòng điện và điện áp tín hiệu vào cần phải coi là tổng các thành phần xoay chiều dòng điện và điện áp trên nền của thành phần một chiều I0 và U0. Phải đảm bảo sao cho biên độ thành phần xoay chiều không vượt quá thành phần một chiều, nghĩa là I0 phải lớn hơn hoặc bằng IM và U0 phải lớn hơn hoặc bằng UM. Nếu điều kiện đó không được thỏa mãn thì dòng điện và điện áp ở mạch ra trong từng khoảng thời gian nhất định sẽ bằng không và làm cho méo dạng tín hiệu. Như vậy, để đảm bảo công tác cho tầng khuếch đại khi tín hiệu vào là xoay chiều thì mạch ra của nó phải tạo lên thành phần dòng điện một chiều I0 và điện áp một chiều U0. Chính vì vậy, ở mạch của tầng ngoài nguồn tín hiệu cần khuếch đại, người ta cũng phải đặt thêm điện áp một chiều UV0. Các thành phần dòng điện và điện áp một chiều đó xác định chế độ làm việc tĩnh của tầng khuếch đại, tham số của chế độ tĩnh theo mạch vào và theo mạch ra, đặc trưng cho trạng thái ban đầu của sơ đồ khi chưa có tín hiệu vào. Tôi vừa chia sẻ tới quý vị và các bạn mạch phát sóng dùng giờ xe dùng GPS. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.